Bộ phim hôm nay muốn giới thiệu với các bạn chính là Này Sensei, em có biết không, nữ chính là một tác giả truyện tranh, hàng ngày ở nhà bận rộn sáng tác. Hôm đó cô đến nhà xuất bản để giao bản thảo tác phẩm mới cho biên tập, nhưng biên tập lại bị đả kích một trận bởi vì nội dung tác phẩm của cô là về chủ đề tình yêu mới lớn, nhưng bản thân cô hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương gì, cho nên chuyện cô vẽ ra đều là trong tưởng tượng, đọc lên rất gượng gạo. Vì thế nhà biên tập muốn cô hãy tập yêu đương trước đã, thế mới có kiến thức và linh cảm hợp lý để sáng tác nội dung truyện. Trên đường rời khỏi nhà xuất bản, nữ chính vẫn luôn suy nghĩ cô nên làm thế nào mới có bạn trai. Cô cũng rất muốn hẹn hò, nhưng vì công việc quá bận rộn, làm gì có thời gian làm quen. Hơn nữa ngày nào cũng bận đến mức đầu bù tóc rối, ăn mặc xuề xòa, có lẽ cũng không có ai thích nổi cô cả. Đến chính cô nhìn bản thân mình trong gương cũng không thể chấp nhận nổi. Cô quyết định vào ngay spa bên cạnh sửa sang lại mái tóc của mình, vì quá bận rộn mà mấy ngày rồi chưa gội đầu. Nhưng cô cho rằng ít nhất phải khiến bản thân sạch sẽ hơn chút thì tâm trạng mới tốt hơn được. Nhưng chàng trai đứng ở quầy tiếp tân lại nói rằng không có lịch hẹn trước thì không tiếp. Kết quả anh ta lập tức bị chặn họng bởi vì nhà tạo mẫu tóc ở trong tiệm chính là nam chính, lập tức nhảy ra nói: cô có tiền không? Đừng đi, tôi đang rảnh. Cô nhìn tôi gần thế này có thấy tôi đẹp trai không? Có phù hợp để thiết kế kiểu tóc cho cô không? Nếu phù hợp thì mời cô ngồi xuống để tôi cắt tóc cho cô, lấy tiền của cô. Nhưng trước hết tôi phải nhìn khuôn mặt của cô một chút, xem phù hợp với kiểu tóc nào đã. Xin cho phép vì tôi quá đẹp trai, cho nên tôi làm gì với con gái cùng đều rất đường đột. Đầu tiên tiện tay lấy kính của cô xuống, sau đó vén tóc của cô vào sau tai, như vậy mới có thể quan sát toàn bộ khuôn mặt cô để tiện tạo kiểu. A, được một anh đẹp trai tiếp xúc dồn dập ở khoảng cách gần, hại nữ chính tim đập loạn xạ, nói với đối phương: mẹ nó, anh mà xấu trai á, lại còn cứ đến gần tôi, đụng chạm tôi thì thử xem, tôi đảm bảo sẽ khiến anh tháng này không phải trả tiền nhà mà vào thẳng tù mà ngủ. À không phải thế đâu, nữ chính chỉ ngại ngùng nói: tóc của tôi nhờ cả vào anh đấy, mong anh cắt cho tôi kiểu tóc sạch sẽ gọn gàng. Sau đó cô liền bị cạo sạch đầu, sạch sẽ gọn gàng đến phát sáng, hai người cứ diễn như vậy đi. Đáng tiếc là không phải, nam chính định cắt cho nữ chính kiểu tóc, cắt như không cắt vậy. Lúc bắt đầu cắt, nam chính đánh thức cô đang ngủ gật, hỏi cô có phải công việc quá bận, bận đến mức không ngủ đủ không, thật vất vả. Nữ chính vừa nghe thấy, lập tức ngẩng cao đầu nói rằng: chỉ có vất vả làm việc thì mới đạt được kết quả tốt, thế nên tôi sẽ chợp mắt một chút, cắt xong thì gọi tôi. Trời né, không phải tôi vừa mới chợp mắt sao, gì mà đã cắt xong rồi, hơn nữa anh lại còn tiện tay make up nhẹ giúp tôi nữa, thế này là sao? Cắt tóc tặng make up, mua một tặng một sao? Cái anh này, khuôn mặt của con gái khi ngủ là thứ anh có thể tùy tiện động vào sao? Nếu không phải vì anh đẹp trai, bà đây đã đấm chết anh rồi. À không phải, nữ chính nói: oa đẹp quá đi, anh thật là tốt, cảm ơn anh nha. Tôi ngủ đến mức như già chết, không hề cảm thấy gì. Trang điểm xong, tôi rất thích, vậy tôi tính tiền rồi đi đây, lần sau lại đến. Bye bye. Sao cơ? Anh nói đừng đi à? Anh có lời muốn nói với tôi đúng không? Hả? Anh nói muốn hẹn hò với tôi sao? Được thôi, anh đẹp trai như vậy, giúp tôi cắt tóc, trong 2 tiếng đồng hồ này anh không hề theo đuổi tôi đã bị anh tán đổ rồi. Nếu như anh mà xấu, chắc là phải để anh theo đuổi 200 năm thì tôi mới đổ anh đó. A, nam chính đột nhiên tỏ tình với người khách mình gặp mặt lần đầu, không phải vì thấy sắc mà nảy lòng, chỉ là cảm thấy nữ chính tự tin nói câu vất vả là vì có thể đạt được thành quả tốt đẹp. Câu nói này thật sự rất ngầu, cũng khiến cho anh ấy, người đang tự hỏi mình bận bịu như vậy là vì cái gì, tìm được ý nghĩa của lao động, vì thế mới bị nữ chính thu hút dẫn đến tỏ tình. Nữ chính luôn rất tự ti về ngoại hình của mình nên cứ thế hẹn hò với nam chính. Vậy hẹn hò với soái ca sẽ xảy ra những chuyện gì đây? Ví dụ khi soái ca gửi tin nhắn nói: buổi tối muốn gặp bạn nhưng bạn lại ngủ quên mất, đã đọc nhưng không trả lời, thì đối phương sẽ đoán ngay là bạn công việc quá bận ngủ quên mất nên mới không trả lời, cho nên cũng sẽ không gọi điện làm phiền bạn, nhưng lại tự đến ngồi trước cửa nhà bạn đợi bạn mở cửa ra. Soái ca có khả năng biết trước. Còn có ví dụ nữa, khi bạn nói 2 ngày rồi bạn chưa tắm, soái ca cũng sẽ vô cùng thích thú mùi hương nguyên bản của bạn, ôm chặt lấy bạn nói thật thơm, chiếc mũi của soái ca có năng lực ngửi cái gì cũng thơm. Còn nữa, soái ca cũng rất thích tắm cùng với bạn, cũng không phải là muốn làm gì, chủ yếu là sợ bạn không biết tắm, anh ấy có thể giúp bạn, cho dù lần này bạn muốn tự tắm, lần sau anh ấy vẫn có thể giúp bạn. So với người phục vụ, soái ca càng phù hợp để phục vụ hơn. Hơn nữa khi ở cùng soái ca, điều không bị áp lực nhất chính là họ chắc chắn sẽ không vội vàng muốn a b c x y z với bạn, cho dù tiến hành được nửa rồi bạn đột nhiên nhận được điện thoại công việc nói phải dừng lại để làm việc, họ cũng sẽ thông cảm mà còn nói với bạn dáng vẻ khi bạn làm việc nghiêm túc là đẹp nhất. Soái ca là người vô cùng quan tâm. Phần trên cũng chỉ là những điểm tốt khi hẹn hò cùng với soái ca, điểm tốt khi hẹn hò với nhà tạo mẫu tóc đẹp trai còn nhiều hơn. Ví dụ như anh ấy sẽ giúp bạn tạo kiểu tóc, đến quần áo cũng giúp bạn mua luôn, đây không phải là tặng quà lấy lòng bạn sao? Cũng không phải là nhà tạo mẫu tóc đẹp trai giàu có, đơn giản muốn tạo hình giúp bạn, tiện thể xem có thể cưa đổ bạn hay không. Khi hẹn hò đi xem phim với bạn, anh nhà tạo mẫu tóc đẹp trai còn có cách để vừa xem phim vừa không nhịn được mà hôn bạn. Năng lực làm nhiều việc một lúc này không phải việc mà một người con trai bình thường có thể làm được. Còn có khi tâm trạng bạn không tốt, áp lực công việc đè nặng, anh nhà tạo mẫu tóc đẹp trai sẽ gọi bạn đến nằm xuống ngủ một giấc, làm cho tinh thần hồi phục, muốn gì đều được, rất dịu dàng. Điều quan trọng nhất là anh nhà tạo mẫu tóc đẹp trai rất khéo tay, phàm chuyện gì cứ động tay vào đều có thể làm rất giỏi, cho nên anh ấy cũng là một đầu bếp giỏi, có thể làm cho dạ dày của bạn nhận được sự chăm sóc tốt. Nói chung là nam chính rất là tuyệt, cho thiếu nữ chính rất nhiều trải nghiệm về tình yêu hoàn hảo, để cô thuận lợi sáng tác ra một bộ truyện tranh về tình yêu thiếu nữ tuyệt vời. Tình cảm của hai người cũng đã phát triển đến mức không kiềm chế được mà đứng trước hàng spa dùng đầu lưỡi quét qua quét lại, nhưng một tình yêu hoàn hảo bắt buộc phải có Tuesday chen vào mới có thể thấy được rõ ràng. Hai người đều rất có sức hút, ở bên nhau rất hợp, cho nên hôm đó ở trong phòng làm việc ở nhà vẽ nốt truyện tranh, khi hai người trợ lý của nữ chính ngủ ở phòng khách, một trong hai trợ lý đó chàng trai còn chẳng phải là lốp dự phòng đột nhiên cầm lấy tay của sensei định tỏ tình. Kết quả nam chính vừa đúng lúc đến, ấn chuông cửa, tự mình giới thiệu: tôi là một soái ca number one, người không đẹp trai không tuyệt bằng tôi thì lượn đi cho nước nó trong, cho nên chàng trai còn chẳng phải là lốp dự phòng lập tức nhận thua, từ bỏ tình yêu với nữ chính cùng đi hát karaoke với nữ trợ lý còn lại, hát những bài tình ca đau lòng. Trong phòng chỉ còn lại hai nhân vật chính, khi có một nam một nữ, anh nhà tạo mẫu tóc đẹp trai thường sẽ muốn làm gì đây? Đương nhiên sẽ hẹn bạn cùng nhau kiến tạo sinh mệnh rồi. Hại cho nữ chính chưa có kinh nghiệm gì, cảm thấy áp lực có chút lớn, cộng thêm mấy ngày nay bị thiếu ngủ do phải hoàn thành chuyện gấp, cho nên cô mệt quá ngủ thiếp đi mất, lại ngủ qua một kiếp. Đợi đến khi cô tỉnh dậy, anh bạn trai đã để lại bữa sáng và rời đi. Tiếp sau đó, cô nhận được lời hẹn của biên tập đến nhà hàng, nói: tôi không muốn làm người theo đuổi cô, chỉ là những bộ truyện gần đây của cô đều rất hay, có một bên làm phim nhìn thấy rất thích, muốn mua bản quyền của cô để chuyển thể thành phim truyền hình. Sau khi nữ chính nghe thấy, liền vui
vui vẻ chạy đến spa, muốn nói với nam chính tin tốt này, kết quả lại nhìn thấy, làm gì vậy? Anh ấy đang ôm một cô gái khác, mau bổ sung tình tiết bộ phim, họ chắc chắn không phải ôm kiểu bạn bè, cũng không phải phía nữ đơn phương ôm lấy, chắc chắn hai người họ đang làm chuyện sằng bậy, cũng đừng bao giờ tiến lên hỏi rõ ràng, mau chóng nghĩ mình là người thảm hại nhất thế giới này đi, sau đó quay người rời đi, về nhà cũng đừng nghe điện thoại, bởi vì đối phương có thể gọi đến nói muốn chia tay đó, cứ để chúng ta ở nhà, cảm thấy mình bị cắm sừng, rồi buồn bã cả một đêm như vậy đi. Hôm sau khi nữ chính cùng biên tập đến trường quay gặp mặt bên sản xuất thì phát hiện người nam chính ôm hôm qua hóa ra là người này, là một diễn viên muốn đóng phim, cô gái còn chẳng phải là lốp dự phòng, nói hai người có phải đang lừa dối tôi. Nam chính thấy hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích riêng với cô, hôm qua chỉ coi cô gái còn chẳng phải lốp dự phòng là em gái mưa thôi, cô ấy đến nhờ cậy anh tạo hình vai diễn trong bộ phim, sau khi anh đồng ý cô ấy mới ôm lấy anh để thể hiện cảm ơn anh, bọn anh thật sự không như em nghĩ, vốn dĩ hôm qua muốn gặp trực tiếp em nói chuyện này, kết quả lại không liên lạc được với em, nếu như em muốn ghen thì để anh dùng đầu lưỡi nói rõ ràng với đôi môi em, không cần ghen đâu, bởi vì sensei em biết không, anh chỉ yêu em thôi, còn cô gái còn chẳng phải lốp dự phòng. Ở bên cạnh nghe trộm, sau khi nghe trộm được những lời đó thì kích động lắm, nhân lúc nữ chính ở một mình đi ra nói quyết đấu một game đi, à không phải quyết đấu đi, tôi sẽ không từ bỏ nam chính đâu, nhưng mà khi cô và tôi cùng trả lời phỏng vấn tạp chí, tất cả những biểu hiện đều là khí phách của bậc thầy, chuyện gì thế này, thế mà khiến tôi cảm thấy cô thật ngầu, sùng bái cô quá đi, không muốn tranh giành với cô nữa, cộng thêm khi phỏng vấn khi tôi đang trang điểm thì tỏ tình với nam chính, lập tức bị nam chính từ chối, như vậy xem ra tôi thật sự không có hy vọng gì rồi, cho nên ngoan ngoãn làm em gái của hai người là được rồi, tôi lượng trước đây, bye. Ok, vậy là trải qua một đống người còn chẳng phải là lốp dự phòng, đã thử nghiệm tình cảm giữa hai nhân vật chính, hơn nữa họ cũng phát hiện trong lòng hai người đều chỉ có người kia, cộng thêm tác phẩm của nữ chính hiện tại được quay thành phim điện ảnh, coi như bậc thầy rồi, sự nghiệp đã có thành quả, như vậy cô cuối cùng cũng có thể yên lòng dũng cảm đối mặt với lời mời sản xuất em bé mà nam chính nhắc đến với cô. A, quá trình sản xuất em bé bình thường đều rườm rà như vậy, đầu tiên là quần áo của hai người sẽ bị ném loạn xạ dưới sàn nhà, tiếp theo hai người sẽ nằm trên giường 10 đầu ngón tay đan vào nhau, đại khái như vậy là bạn sẽ có thai rồi. Nói chung kết chuyện, nam chính chuẩn bị cầu hôn nữ chính, những ngày tháng sau này mong rằng sẽ luôn có thể trang điểm cho cô. Kết thúc rồi.